Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc giao đất vàng trái quy định cho doanh nghiệp, gây tổn thất cho nhà nước số tiền lên tới 45 tỷ đồng. Mới đây tại phiên xét xử phúc thẩm diễn ra tại Tòa Nhân dân tối cao thành phố Hà Nội, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã bị đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sáng ngày 12 tháng 5, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và đồng phạm trong vụ bán rẻ 9,2 hectare đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn 45 tỷ đồng. Trước khi kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận, chủ tọa phiên tòa đề nghị đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án. Theo cáo trạng trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hai giữ chức vụ chủ tịch tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021. Cùng 11 đồng phạm bao gồm ông Lương Văn Hải, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Lâm, Lê Nguyễn, Thanh Danh, cựu giám đốc và phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Ngô Hiếu Toàn, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thị Thu Phong, cựu giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Quỹ đất, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng, nguyên chi cục trưởng và chi cục phó quản lý đất đai, Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường, cựu trưởng và phó phòng kinh tế đất thuộc chi cục quản lý đất đai, đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Cáo trạng cho rằng, ông Nguyễn Ngọc Hai là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn giao cho công ty Tân Việt Phát và áp dụng giá thấp hơn tính theo mức của năm 2013. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hai từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội danh trên theo khoản 3, điều 219 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Giải thích về lý do bị cáo Nguyễn Ngọc Hai được áp dụng tình tiết giảm nhẹ dưới khung hình phạt. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng, việc đưa các bị cáo nguyên là cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận ra xét xử thể hiện tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội và cũng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương là pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai có nhiều thành tích trong công tác, không vụ lợi, khai báo thành khẩn và có ý thức khắc phục hậu quả vụ án. Tại phiên tòa, đại diện công ty Tân Việt Phát cũng đã xin nộp lại số tiền 45 tỷ đồng. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện của công ty Tân Việt Phát. Theo đại diện Viện Kiểm sát, những sai phạm của các bị cáo trong vụ án này gây hậu quả nghiêm trọng, để lại dư luận xấu và ảnh hưởng đến tính chặt chẽ của quy định quản lý đất đai của nhà nước. Việc xét xử các bị cáo nguyên là cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thể hiện tính răn đe của pháp luật không có vùng cấm. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá các bị cáo có nhiều đóng góp cho tỉnh Bình Thuận, phạm tội không tư lợi. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát kiến nghị hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, xử phạt các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.